đọc thành để thấy thôi à, ai nhìn chỉ vô cũng mới lách sự tiện luôn. Nói chung là đây là cái thị động mạch á, thị tĩnh mạch lách thì cũng như cái hồ máu mà thì bây giờ động mạch thì thôi hút cái quen nó xì vô cái thì nó loãng, tại mình động nó chưa á, càng đi sau nó lách vô lại, nó động nhất lại đơn giản thôi. Cái dấu hiệu trong sách dẫn thì cái hiệu động mạch lớn 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 chắc lớn thì động mạch lách nó lách chưa hết á, cứ căng quen nó như phải cái hồ mà nước máu lách cũng như là máu hồ máu rồi hút quen nó xì vô cái lớn thì càng đi sao nó xì vô đầy chắc lại. Khi mà thì mạnh thấy này đừng thắc mắc, chứ có nhiều người nhìn cho một số bị cái lát cũng có u thì không phải là cái hiện thường. Lát ngoài ra cũng có các một số biến thể của nó, chứ người nhìn thấy đẹp cái lát được không, thì có cái cục gì tròn tròn này cũng giống như dạng lát thì gọi là cái gì, lát phụ đúng không, có thể là một cái đó nhiều người ba bốn cái nữa. Và đôi khi lách tự nhiên mình nhìn trên đây mình thấy một cái lách nằm tuốt với chậu đó, mình lách đặt chỗ với điều kiện tại sao tôi nói được lách đặt chỗ nó cũng quan trọng nữa, là đã đưa cái lần đầu tiên vậy đó, bởi vì cái hệ động mạch ở đây ông nội bạn cũng lên bạn đi giống như con ngựa bạc đó, và cái thì sao cái chắc lại cái chen lách nghĩ đó là mua lách chứ thì cuối cùng đây chắc thì nó là lách đặt chỗ u hay gì sao đúng không, cái dấu con ngựa bạc này là quan trọng lắm để biết đó là cái mua lách chụp cái hệ động mạch lên tự nhiên thấy. Chứ mà không nói gì hết, tụi mình chụp cái CCT bụng tụi mình thấy cái cục đây ai cho dám nó lách chỗ u nó là u chứ, nhưng mà chúng ta chụp hai thì động mạch mà tụi thì động mạch cái đường đường lớn giống hình nãy á, cái qua đây nó trắng nghĩ là cái này cái kiểu bắt thuốc giống mô lách, có khả năng là qua cái này mô lách lạc chỗ đúng không, có cơ sở mà chứ tự nhiên cục nằm đây mình nhảy dùng chẳng nó lách lạc chỗ chứ có cả hỏi tại sao lách lạc chỗ tụi mình sống là u là lách lạc chỗ. Đó là cái hình con hình nãy giới thiệu ban đầu để mình thấy được cái đặc trưng của cái bắt thú của cái lách để mình biết khi mà nó cảm thấy là lách phụ vậy đó. Nhiều khi nó cũng hạch sao là hay nói cũng hạch cái này chắc là lách phụ thì mình có coi là bắt thú, nói bắt thú chứ thằng bự này đi chen nhau hay bắt thú đi hợp nhau là chắc chắn là một lách, chứ nhiều khi mình cứ tưởng là đủ cũng hạch sao chẳng hạn, nên cái động học bắt thú nó rất quan trọng. Thì chắc phương lách cũng vậy, đi chen thôi, chứ phương chen cũng thận cũng là dập rất gỡ tôi có cái mạnh hay không đó, nếu mà thấy ở đây có cảm giác gì đẩy vô vậy, đây là cái tụ máu, tụ máu là tụ máu dưới bao chứ không phải là tụ máu cạnh lách, sao không biệt được tụ máu cạnh lách với tụ máu dưới bao, thậm chí cũng như là khi mà nó thay đổi tụ máu dưới bao gan hay là tụ máu quanh gan hai nó khác nhau dựa như hình ảnh mình cũng có thể không tìm được, tại vì cái bao này nó rất là chắc, ví dụ một cái tụ máu tụ dịch dưới bao á thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ ấn lợn cái một lách bên cạnh, còn tụ máu cạnh lách thì đâu có ấn lợn nổi, tự do mà thì nó thấy nó sẽ làm cạnh thôi, có bao nhiêu này mình thấy không, tự nhiên ta đang tròn vậy nên nó ấm được ấm liền luôn, chúng ta này thấy là rồi là cái bao mà nó căng mà thì đương nhiên nó đẩy được, chứ cái tụ máu ngoài còn cứng vậy đó, quá còn cứng thì nó đẩy vô mô não vô, chứ không cứng rồi nó đẩy vô thì đây tụ máu dưới bao lên vậy đẩy vô, có nhiều người hay đọc lộn giữa tự do với lại dưới bao vừa dấu hiệu bất lợn như gan vậy đó, gan cũng nhiều người hay đọc là tụ máu dưới bao như gan đó, mặc dù quanh gan mà đó mặc dù nó là dịch tự do chứ không là dưới bao, vừa dấu ấn lợn của gan cái bao lít xong của cái gan rồi chắc lắm chứ không phải giỡn, có một cái vô là ép gan, gan nó mềm mà nó sẽ ép vô bên lõm hoặc bên gan thôi, đừng không bị tụ máu dưới bao hay là quanh gan là quanh lách là vậy. Thì đây các bạn thấy, ta nhìn bốn hình, đây là mình chưa tiêm thuốc rồi, đây là tiêm thuốc, giờ tập nhìn lần đầu tiên tập phim lúc nào vậy đó, phải coi phim này trước. Có nhiều người vô thấy hình này rõ đẹp quá, bỏ hình này luôn, bỏ anh coi luôn, giống như nhỉ đưa hình để coi thôi. Thì nhiều sẽ nhiều người sẽ đọc sót nó cũng như người chúng ta mới nhìn hình CT đi, chúng ta đọc tập nhìn đi, đây là buồn lắm không, thấy cái gì bất thường không, buồn lắm à, vậy cái đậm độ nó thấy cái gì bất thường không, người xa cậu nhìn thấy thôi,
tập nhìn thấy cái màu nó là sao, màu nó lúc trắng lúc xám rồi. Dù chúng ta hồi nãy chúng ta nói giữa cái lách cái gan nào trắng hơn, gan đâu nhìn qua gan à, ủa sao nhìn qua nó thấy gan trắng hơn này nhưng mà số hôm nay lại đen hơn này, kỳ vậy, cái lách cho nó hai màu. Ta nhìn chúng ta quan sát rồi mình học nếu mà chở sữa gan nó không chỉ mở thì nó sẽ trắng hơn chút, mình thấy này nó còn trắng hơn này thiệt, nhưng mà sau này nó lại này là trắng hơn gan nữa, không lẽ sao mình lách có hai màu thì thấy kỳ không? Mà bệnh nhân này biết chấn thương nữa thì suy ra cái màu trắng này là gì? Máu. À, tụ máu đúng không? Đây là cái bộ lách thôi, này là máu bên lách nè. Khi tiêm thuốc chúng ta sẽ thấy nè, cái bộ lách là máu nằm cái bên nè. Đó, cho nó rách, này nó thấy lách thì rách nè. Cái bờ dưới bình thường liên tục nè. Ở đây tự nhiên thấy sự rùi bật liên tục rồi, cái này nó thay đọc rách lách, mà chưa đọc rất là dễ. Cái dấu hiệu này trên phim hồi như chụp cái phim chưa thuốc là chúng ta thấy đọc được là thấy máu, thấy máu xung quanh là chúng ta tự tin chúng ta đọc rồi, qua kia tôi nhìn thấy tiêm thuốc hay thấy máu liên tục không đọc rách lách thì tụ máu lên lách con rất dễ đọc, cái chấn thương là rất là dễ đó, này cũng vậy, dập trong nó dập rồi nó đưa cái đường ra liên tục, nó móc liên tục cái bờ luôn, chúng ta đọc sao nó tự tin đọc cái gì, dập rách lách kèm tụ máu lên lách đúng không? Còn nếu mà sâu hơn nữa là chúng ta phải phong độ theo AST á, phong độ nữa, độ độ mấy rồi mấy nữa, nó sâu quá cái đó thì từ nó về hay chỉ giới thiệu thôi, mình phong độ để cho bác sĩ phẫu thuật ta biết là cái trường hợp mình đang xử trí sao, cái gan lách thận cũng như là tủy nữa, nó phong độ độ mấy độ mấy, dù chấn thương độc chấn thương độ mấy để ta biết ta tiên lượng ta cắt lách cắt gan hay là gì đó để phần đầu chỉ bỏ bộ gì đó, nếu đi qua nữa là phong độ. Chứ mắt chúng ta đọc chẳng đó chứ đi là hay là nhảy vô đọc phong độ nó sợ nó cứ loạn sợ đâu đó đó, thì hồi này thấy gì hút không giờ chắc làm được rồi đó, giờ còn sắp túi rồi thì giờ đọc thử nè, trong tủ nha, đọc đọc đủ nha, chứ đọc rách cỡ lách ai đọc cũng được rồi đúng không, đọc phải đọc đủ, đưa cái hình này lên phải đọc đủ chứ đưa lên ai cũng đọc rách cỡ lách thì ai đọc được rồi. Vâng, thấy là chưa? Ta nhìn thấy là giống hình rắn cái người màu trắng mà. Nằm ngay trong giữa đó máu nữa. Đó là cứ là một cái vỡ lách mắc từ liên tục ra đây nào. Đó là hai ổ mà. Còn như nó vỡ là máu đang chảy cắt mạch. Thì nó gọi là vỡ lách. Tụ máu vào lách kèm cắt mạch thuốc cảnh quan quanh lách. Lọc thế này hiểu không? Trường hợp nặng nề chúng ta đọc chỉ là dập vỡ lách hết. Thấy không? Các mạch cũng là cái lọ máu đang chảy. Nó chảy ra cho cái người bác sĩ lâm sàng mình khám mà thấy tình trạng đó. Đó. Hồi nãy là các mạch quá dài luôn mà không thấy đâu. Cái này phải nhìn. Hồi nãy nhìn quá dài chứ phải biết không? Giấu nè. Thấy xóa so ra mặt nè. Trắng trắng xóa so ra mặt thấy mặt thường lạ kỳ của tôi. Lách đây, dịch đây, có một cái gì trắng trắng nằm đây nữa. Và nó bằng nồng độ của cái động mạch đó, động mạch chú bụng đó thì chúng ta tự tin nó đọc nó là thắt mạch luôn, đã thấy tình trạng nó là đó, nãy giờ chúng ta qua tặng đặt cho bụng, ở bụng mà đọc dễ nhất trong chứng của bụng là gần như dễ nhất là đọc tặng đặt hầu như ai đọc cũng được đó, chỉ đọc sót thôi chứ mà đọc là thấy là đọc được hết, như rách dập rồi vỡ rồi thấy đọc được hết, nhưng mà cái tạng này là không phải là khó nhất, là dễ sót nhất dễ và bệnh nhân dễ chết nhất là này đó, dễ vô vi khuẩn mạc của chúng ta ăn rồi đó, còn mấy cái kia giờ sự mình đọc sót thì người thứ hai ba là đọc được đó, dụ cái dập gan mà đọc thấy thì các ông khác nhìn lên tạng cũng biết dập gan, nhưng mà cái tạng rỗng này là như mình đọc không có sĩ làm sạch cho nó là mình đọc không thấy là mình sẽ cũng một tiêu luôn, sẵn sàng là đọc cái này là rất khó, phải biêu thơ, biêu thơ là hầu như là chẩn đoán biêu thơ là chúng ta biết là chẩn đoán giữa lâm sàng rồi đúng không, là chụp tính CT để cho nó bình thường là chúng ta giữ rồi, là thật sự là làm sàng đúng quá rồi mới chụp tính sử dụng tính CT, thậm chí giờ siêu âm nó cũng nói là bình thường quá trời, mà CT bình thường hầu như là gần như là với thế hệ máy một ly một lát cắt qua vùng bôi trùng phải là hầu như thấy chắc chắn thấy bình thường, thấy động thấy được chịu nó có rồi mổ cắt rồi nó chỉ mà qua một lát cắt mà qua hố trùng phải nữa là chắc chắn là vùng thấy bình thường.
tức là phải trả lời cho bác sàn là có viêm ruột hay không, chứ đừng nói chụp xong đó tôi không thấy ruột thừa, biết có viêm hay không. Hầu như là bắt buộc phải thấy một ly mà một ly thì ruột thừa làm sao không thấy được, thừa nó cũng bẹo, nó cũng phải vài cm đúng không? Thì nãy đó cái cách tìm ruột thừa thì vô tìm cái mình nhìn lung tung mình không thấy được ruột thừa, mình phải có cái định hướng để kiếm ruột thừa. Chúng ta phải kiếm cái đại tràng lên đại phải không, thì từ đó chúng ta đi xuống cho nó cắt ngang á, cũng vậy chúng ta đi từ trên dưới góc ngang xuống hết. Thì chỗ này thường nó sẽ có một cái trước đó thì sẽ là cái hồi nhạc, xong rồi chúng ta thấy được hồi nhạc là tuyệt vời. Để thấy được dưới cái hồi nhạc của tụi thì chúng ta dễ làm lắm. Tôi thấy được hồi nhạc là tôi thấy được thằng ra đó là sao, là chắc chắn là ruột thừa rồi. Ruột thừa chắc chắn nữa thì là sao, là phải có cái đầu lọng. Chúng ta kiếm mình, chúng ta dò nó thấy có một thằng mà dò qua không thấy đầu lọng đó, lâu là này coi như cái ruột thừa là có thể là cái hồi nhạc đó. Và chúng ta thấy hai đường ra, thấy đường lỗ ra là một con ông ra rồi, còn ông lại là cái ruột thừa một hồi nhạc. Chúng ta kiếm được hai đường cái đấy mới chắc cú, và quan trọng hơn nữa chúng ta thấy được đầu lọng đó. Chúng ta thấy trường hợp này thấy là cái lồi ra đây, đây là nó ruột thừa. Vậy cái ruột thừa thường á, thường thì nó kích thước nó khoảng dưới 6 mm, nhưng mà kích thước thì cũng không quan trọng gì, với cái 8 mm nó viêm không có gì đâu đúng không? Nhưng mà cái dấu mấy cái quan trọng của ruột thừa để cho nó nặng á, thì chúng ta nhìn thấy á, ruột thừa á, chúng ta để ý là cái lớp mỡ mà quanh ruột thừa nó màu xanh xám là mỡ đúng không? Là mỡ mỗi mỡ trong bụng á, nó phải đe mỡ, nó phải bằng cái mỡ bên đây mà mỡ mặt keo nè, đây là cái mặt keo đúng không? Quay đầu ra thì cái mặt keo vô nè, thì cái mỡ mặt keo nó phải xám nè, nó xám mà xám một cách gọi là xám đồng nhất á, hay gọi là sạch á, chúng ta nhìn vô thấy nó xám đều á, nhưng mà khi chúng ta nhìn vô á, chúng ta nhìn hình này đi, thấy nó bất thường. Kiểu trên đây như vậy thấy nó khác nhau đúng không? Đây giống như nó sợ xám xám luôn. Thì đây là cái dấu hiệu cho nó đánh ta hay đọc đó là thâm nhiễm mỡ, vô mỡ quanh ruột thừa, tức là ruột thừa nó viêm sẽ gây viêm luôn cái mô mỡ phía bên. Thì trên hình ảnh học chúng ta thấy cái dấu hiệu này, dấu hiệu rất quan trọng. Khi mà thấy cái ruột thừa, thấy được dấu hiệu này nữa là cái khả năng chẩn đoán viêm ruột thừa cấp rất là cao, giá trị độ đặc hiệu rất là cao. Là cái dấu này nhiều khi chúng ta thấy ruột thừa không mà mô mỡ xung quanh đấy đẹp thì là đẹp luôn, ruột thừa một bự một có thể 7-8 mm luôn, mỡ bình thường cũng chưa chắc đó là bình thường. Nhưng mà nhiều khi cái bình thường nó chỉ 6 mm thôi, nhưng mà mỡ xung quanh nó lại thâm nhiễm. Rồi cộng thêm mấy dấu hiệu, chúng ta thấy như cái thành thường á, dấu chồng quay nè, giữa là cái lòng đúng không? Cái thành cho nó cái hơi dày dày, còn bắt thuốc nữa, là chúng ta cộng thêm thâm nhiễm mỡ là vừa gần như là hai tự nhiên của nó là bình thường cắt luôn. Đó, đây là những hình ảnh điển hình. Hoặc là nếu mà điển hình có hiệu như thấy sổ phân nằm đây con cục sỏi hay như cái cặp độ rồi trắng rồi, nằm cục nằm trắng đây nữa, cộng gì nữa là cái cơ hội cho nó viêm ruột cấp càng cao nữa. Nói chung là nhiều nó hợp lại, giống như trong lâm sàng có nhiều triệu chứng đúng không, nhiều triệu chứng nó tập hợp lại nó ra cái bệnh. Thì trên hình ảnh về hình ảnh học cũng vậy, phải có nhiều triệu chứng, dấu hiệu triệu chứng mình mới ra được cái bệnh, chứ không phải có nhiều người chỉ cần nó vô chỉ cần một bước nhẹ nữa mình chẩn đoán rồi hên chúng thì chật lắm. Nên nhiều người nói chỉ cho nó một lúc nhẹ thôi, để lên cái là chẩn đoán ra, tức là hình ảnh học của đi chen lên sàn đó, tức là có triệu chứng hình ảnh, tức là chúng ta như là chữ mà nó gì, tức là thâm nhiễm mỡ, kích thước được thừa nè, độ dày thành, bắt thuốc được thừa nè, còn có thêm sổ phân đó là khoảng 5-6 triệu chứng. Nếu mà một cái ruột thừa mà nó có được càng nhiều cái đó thì cái mình chẩn đoán ruột thừa cấp là càng chính xác, là khả năng cao. Ví dụ chỉ có một triệu chứng thôi, ở bình thường không có sỏi kia chấm ngay đây, thành cũng dày cũng tốt, nhưng mà từ cái ruột thừa nó tới 8 mm rồi, tức là dám chơi chẳng nói ruột thừa cấp không, còn chưa không dám dám chẳng đó. Lúc đó chúng ta chỉ ghi nhận thôi, thừa bự chỗ đó lớn lúc đây nhờ kết hợp lên lâm sàng đó, chứ không nhảy vô thì chẳng nói hắn luôn bị ruột thừa cấp, rồi lâm sàng mổ rồi tiếp quốc rồi còn chưa quay làm chửi nữa đúng không? Tức là phải tập hợp nhiều dấu chứng lại, càng nhiều dấu chứng thì mình cái độ chính xác càng cao. Cái thứ hai, cái một cái tầng rỗng thứ hai mà vai trò của CT rất là lớn, tức là tắc ruột. Thì vì vai trò của CT tắc ruột thật ra thì nó trên cái phim phụ tướng không, chứ bạn phải học không phải là trò phụ tướng.
là cái đây chừng đó được tắt rồi đúng không? Hầu như có phim đó là đi mổ cũng phải được, không cần tiếp với CT nữa. Còn CT nó sẽ giúp chúng ta chẩn đoán nguyên nhân tắc ruột. Nguyên nhân tắc ruột rất là nhiều. CT nó sẽ giúp chúng ta chẩn đoán nguyên nhân. Ví dụ như là lồng ruột, xoắn ruột, hay là tắc ruột, khác vị nội rồi đó, nhiều lắm. Nhiều nhân CT nó sẽ bao quát cho mình. Chứ CT không chỉ là vai trò chẩn đoán nữa. Thì nhìn cái máy hình này chẩn đoán được. Chẳng biết là tắc ruột rồi đó, đang nói gì tắc ruột rồi biết rồi đó. Còn nguyên nhân tắc ruột á, đây cái hình này thấy trước giãn hầu như là cái này là do nó chụp nằm ha, chứ phải chụp cũng đứng. Tại do cái hình này là cái hình scale quét qua cái để chụp CT ra để quét hình này chung để ta đã lát cắt ha. Là bệnh nhân nằm trên máy chụp CT nó cái hình này là trước hơn. Chúng ta nhìn để CT nó giúp chúng ta chẩn đoán được nguyên nhân của tắc ruột trong nguyên nhân gì. Thì cũng tùy đâu phải lúc nào cũng chẩn đoán được nguyên nhân tắc ruột. Nếu ai cũng chẩn đoán được thì quá giỏi rồi, bác sĩ cho nó đã là quá tiền rồi, cho đó chẩn đoán tắc ruột rồi còn chẩn đoán nguyên nhân nữa là quá hay rồi, khổ ra đi chang nữa là tuyệt vời rồi. Nhưng mà như thế như hôm nay chúng ta nhìn thấy các quai ruột ở phía trên này thấy mực khí dịch mực hơi á, nó thứ hai chứ dịch chính là mực thứ hai trong các quai ruột giãn mực thứ hai quai. Và cái khúc này chúng ta nhìn để là chậu hoa bị nữa. Chậu. Chúng ta thấy đi ngược lên chúng ta thấy chỗ này là cái trực tràng phải không? Ngay phía trước xương cùng nè. Đi lên đây thì nó quẹo qua đây là cái gì? Sức ma. Còn lên đây có nguyên cục nằm đây. Ở phía trên dầu nó là lại là bị giãn một cái hơi nữa. Thì nó tắt cái này nè. Thì tắt đây là do cái u là nhân sức ma. Thành nó dày nó đúc lấp hết lòng rồi. Nó gây tắt ruột trên dầu nè. Ứ dạng dịch ra vòng nên bên cạnh đó đây là một cái tắc ruột tu là dạng sức ma đó hình ảnh tiếp theo là cái vai trò của CT trong bụng tạng rộng rất là độ nhạy rất là cao phát hiện khí thậm chí chỉ cần vài bóng khí thôi thì CT cũng phải cho nó được nhưng mà với điều kiện là bác sĩ cho nó ảnh nó phải đọc được thì có vài bóng khí mà đọc không ra thì được nhìn cạnh đó luôn ra nên nó phát hiện rất là tốt chỉ cần vài bóng khí thôi có thể là chẩn đoán được cái hơi tự do rồi. Thì để chẩn đoán hơi tự do thì lúc đầu vô có nói để mở cái cửa sổ hơi, tức là xiết cái cửa sổ ra chỉ thấy hơi thôi, cái màu trắng với màu đen thôi. Thì màu đen nó hiện lên là cả hơi. Nhưng mà thì đôi khi cũng dễ nhầm lắm. Nhiều khi hơi đọc hơi tự do cũng hay gặp lắm. Cái bác sĩ ta mổ ra cái màu trắng gì á, đọc cũng nó rỗng rồi, mổ cũng heo rồi, cũng hay gặp. Nên cái hơi tự do cũng phải có kinh nghiệm để đọc đó. Nhiều khi nó nằm trong ruột nó nằm kích con bóng cái này mình tưởng là hơi tự do mà không phải. Như trường hợp này nhìn chúng thấy có gì bất thường mà cái nhìn hơi khó. Cái này là cái gì? Nước hơi. Cái này gan thôi. Tu mật, gan, thái thận, tụy. Nhưng trước đó là gì? Tụy là gì? Dạ dày đúng không? Thì chúng ta nhìn rồi có nhìn thấy cái gì bất thường không? Thì chúng ta thấy có một thắc mắc, thấy cái gì trắng trắng đây đúng không? Thì nếu dịch nó màu đen thì ở đây là mình đang uống thuốc cản quan á, nó trắng. Thì chúng ta thấy uống cản quan, thấy uống mình siêu kỳ có tự ở đây cái thuốc màu trắng này nó chạy ra ngoài luôn nè, chạy ra xuống cái khoảng cái rãnh nó khoan Morrison luôn, cái rãnh gan thận á nó chạy ra luôn, uống vô nó chạy ra ngoài luôn, như nó khúc mạng luôn, cái lần đầu nó khủng rồi vỡ khủng như vậy rồi. Còn cái hình tự do nãy là coi lúc đầu là thấy kia là cái hình cái chỗ người làm gan, giờ là ở đây chúng ta thấy cái bóng khí nằm ở đây chẳng hạn, con bóng khí này thì chắc chắn là hình tự do rồi, hay trước gan rồi trước gan thành có cái gì ở đây, mà trước gan cái bóng thì cũng quan trọng đó. Nhiều khi không có kinh nghiệm đọc như đọc nó làm phải hơi tự do mà cái nhìn cái khúc màng đó nó phải nằm phía dưới cái đây phía dưới đây mới gọi là trong khúc màng mà nó nằm phía bên ngoài là nằm ngoài khúc màng nhiều lúc đọc cũng là cũng kinh nghiệm là cũng đọc cũng là rỗng luôn mà không phải ở nhiều khi chấn thương ngực chân á tụ khí dưới cái thành ngực á nó dài bốn nằm là nằm đây nè thành những làm sen á cũng nằm mát phải nằm đây là ok dễ rồi đúng không phía ngoài mà nằm mát nằm như đây nè nhiều bình thường hơi tự do đó mình đọc kỹ là mình sẽ thấy cái lá khúc mạc thành nó nằm phía bên ngoài đây là ngoài khúc mạc này thì nó nằm khóe bên đây của khúc mạc thành nó là trong cái bụng
Đó, nãy giờ mới nói về tạng đạn, tạng đặc, tạng rỗng. Giờ nói tới mạch máu. Thì mạch máu thì lúc đầu có nói, thì mạch máu thì cũng giá trị CT rất là vai trò rất là lớn trong những nói bệnh lý mạch máu ổ bụng cũng như bệnh lý mạch máu toàn thân luôn. Thì đang nói ổ bụng thôi, thì nó có thể mạch máu ổ bụng thì gặp nhất là mấy cái phình động mạch chủ bụng, phình bóc tách hay là vỡ, hoặc là mấy mạch máu tiếp theo như là huyết khối động mạch mạch treo chẳng hạn, rồi đó huyết khối động mạch, huyết khối động mạch treo mình chơi vân vân. Chúng ta nhìn cái hình này đây là cái gì? Động mạch, động mạch bụng tụng hình này. Cái động mạch chủ bụng á cũng bình thường, cái thước nó là từ khoảng ở dưới đó, khoảng trung bình á, khoảng dưới 3 cm thôi, còn này quá bự rồi. Xung quanh đó là chúng ta, cái này là cái gì? Là máu á, ta nhìn quen đúng không? Giờ là có thể biết là nó máu á, nhưng bây giờ cái gì dùng đó đó thì nó có một cái phần động máu trong mạch hầu như là khả năng là cái phần động mạch chủ bụng nó vỡ rồi, tụ máu không đó. Thì tìm cái này nãy là chưa tìm tìm thuốc như thế nào, hoặc quá bự bự hơn cái thận, cái cục dưới thận này đó, thì xung quanh đây là máu, đây là cái một cái phần động mạch chủ bụng mà nó vỡ rồi. Thì cho nó không có khó, chỉ có kích thước thôi, đừng có bấm phần mình chỉ có kích thước động mạch thôi. Trường hợp này là cái nó sao? Đây là cái động mạch, động mạch chủ bụng nè. Đúng rồi, em là cái nó đúng rồi. Nãy là nó bóp tách ra. Tự nhiên thấy hai lòng. Có cái động mạch không có hai lòng đâu. Thì chỉ có lòng dạ, lòng thật thôi. Làm gì có hai lòng thật. Thì đây là cái gì? Cái đen đen là cái gì? Bóp tách. Nếu mình nói nó bóp tách rồi đó thì mình tự suy luận thôi, cái đen là cái gì? Dạ, cái gì mặt suy luận á. Cái lớn gì? Để sao mà nó bóp tách ra thì thuốc gan quay nó chui vô cái thành đúng không? Để nó bóp tách cái gì này ra? Ở lớp nội mạc. Nó chui lớp ở giữa đó, bóp tách thì nó chui lớp ở giữa thì nó tách. Tách trong nội ra nó thành cái lòng mạc xét này nè. Thì cái lòng sọc ra, cái dầu lòng sọc ra. Thuốc gan quay nó vô đây nó tách, nó đẩy cái lớp nội mạc ra như thế, thấy hai lòng. Hay là bóp tách. Và tôi nhìn lần này, giá là chưa nhìn lần nào, chưa nhìn lần nào, chúng ta thấy nó lạ. Chứ nhìn lần này giới thiệu bóc tách làm sao đọc được lên. Dễ rồi. Vấn đề là lòng thật, lòng giả thôi. Còn con giả thì chỉ có một thật thôi thì khó để cho biết lòng thật giả, để biết nguyên cái cây luôn. Để biết được cái lòng thật, lòng giả. Tại vì tôi biết cái thật giả rất quan trọng nha. Mình đọc cái lòng thật, lòng giả quan trọng. Vì sao biết quan trọng không? Tại vì cái vùng mà cái mạch máu nó xuất phát từ cái lòng giả nó khác. Ví dụ động mạch thận mà nó xuất phát từ cái lòng giả, nghĩa là nó khả năng nó bị nhồi máu thận rồi. Hoặc là động mạch mạch dây dòng trên mà xuất phát từ cái lòng giả, nghĩa là khả năng mạch tiêu rồi. Mà xuất phát từ lòng thật thì đỡ, xuất phát từ lòng giả cái máu nó không tiêu rất nhiều. Còn trên hình này thấy gì bất thường không? Hay là biết có chữ luôn rồi, cũng máu ruột rồi đó. Nhưng mà nhìn lên thấy có cái gì bất thường không? Tắt đen không bắt màu gì. Chúng ta nhìn cơ lý à, thường ta thấy đây là mấy cái này là cái gì? Mạch. Đây là mấy cái mặt treo ha. Treo thì mặt treo thì nó chứa gì trong? Máu. Mạch máu mỡ đúng không? Máu treo rất là nhiều. Ở thì nồng độ nó giống như là mỡ dưới da, đây là mỡ dưới da màu xám. Thì đây là mỡ mặt treo. Tương tự ở đây. Cũng có mặt treo, có mấy cái mặt máu nè, máu mặt treo nè. Mình cũng thấy nồng độ nó bắt đầu nó bất thường rồi, không còn xám đều luôn mà nó không dứt rồi. Ta nhìn theo cái quay ruột này đó, quay ruột này nó đâu bình thường, ta quay ruột bình thường là cái bên hai quay cái bình thường, cái bên nó xẹt rồi, còn quay này tự nhiên nó thành nó thấy gì đặc biệt không? Thành nó tự nhiên thấy có ba vòng tròn đúng không? Là đúng nghĩa ba vòng, từ dụ sách nó đọc là target sai á, nó là ba vòng. Nên là tức là lớp ở trong là cái lớp niêm mạc thuốc, lớp giữa lớp giữa là lớp ngoài lớp thanh mạc ba dòng. Chỗ này một cái thiếu máu ruột thôi, thiếu máu ruột nó gây phù nề cái thành ruột lên, cộng thêm đây là nó bị cái phù nề mặt treo đó, nên là thiếu máu ruột. Nhưng mà cái chứ tại là biết trước thiếu máu ruột rồi, chứ mình nếu mình về mặt đưa hình này lên chẳng nói cái gì á, mình cho nó thiếu máu ruột thì cũng chưa đúng, tại vì viêm ruột cũng vậy đó, cái mà viêm cũng vậy đó.
Tại vào cái trong hình ảnh học nó có gọi là triệu chứng mà. Ví dụ như nãy có nói dấu hiệu đi bắn. Thì dấu hiệu đi bắn thì nó có rất nhiều bệnh đó, hình đi bắn chứ không phải là hình đi bắn là bị thiếu máu ruột không. Dù hình đi bắn là có thể thiếu máu ruột, viêm ruột rất là nhiều. Chứ không phải dựa hình một cái hình đó nó ra, nó là một cái triệu chứng mà nó có nhiều bệnh lận. Chứ không phải là kia. Nên cái hình đây hình ảnh là gọi hình đi bắn. Tay tròn nè, tay tròn trong tâm. Tất thuốc, hai cái ngoài thì còn chắc cái giữa rồi còn kia. Cái giữa nó sáng sáng là do nó bị phù nề thôi. Phù nề dịch trong đó thì nó đậm độ dịch, nhưng mà nó phải màu sáng. Mà hai ở ngoài nó viêm, xung huyết nó bắt thuốc thì nó sẽ màu trắng. Đó là dấu hiệu dòng thì nó phải gặp cho viêm hoặc thiếu máu. Còn ý mà thấy dấu hiệu này, khi mà mình thấy dấu hiệu này thì động thái tiếp theo mình sẽ làm gì? Nếu mình đọc CCT á, dù nhìn thấy hình này, thấy bất thường rồi, thấy dấu hiệu là viêm bắn hả? Trong đầu mình là nghĩ là hai cái tuần nhập nhất là thiếu máu và viêm, đúng không? Thì cái đầu tiên làm được dễ nhất là cái thiếu máu. Cái động tác tiếp theo mình sẽ đi dò cái đầu mặt trên đúng không? Dò theo cái bó mạch mặt trên trên nó có bất thường hay không? Nhiều khi nó bình thường chứ chắc phải chữ nữa. Nhiều khi nó bị mấy cái nhánh nhỏ trong á, cái nhánh tận á, cái nhánh tận là vô CT không thấy nổi. Nó bị mấy nhánh bự thì ok mình chẩn đoán được, nhưng mà nó bị vô mấy nhánh mà vô sâu với mặt trên mà đi ra sâu ra ngoài biên á mà nó tắt cái bó là vô. Hoặc là bó tay mình buồn không phải cho đóng hay được viêm hoặc cái máu ruột nó có phải nhờ cái lông sẹo để lông sẹo loại trừ mình cắt chứ không phải nhìn cho cái hình mình chơi luôn tháng luôn trong đó một trong đó luôn tại vì giờ mình bị chúng người ta vỗ tay nhưng mà người ta không có chặt cái lông phần nên nhiều khi hình ảnh không điển hình thì mình buộc phải cho đóng luôn viêm nên nhiều khi mình đi mình thấy mấy bác sĩ cho nó phải đọc nhiều trong đó một lưng mình tưởng ta dở chứ không phải ta dở nhưng mà thực sự nó không đủ dấu hiệu ta chẳng đó. Dù nó cho nó nói là một viêm cho nó bị cái thiếu máu gì đó tức là ý người ta nói người ta không đủ dấu hiệu ta chẳng nói chứ không phải người ta dở ta cho nói vậy là hay ở nhiều khi người ta phán luôn rồi không phải đó là ác nữa tại nó nhiều đừng đỡ đúng không nhiều cũng tùy tại một triệu chứng hình ảnh thì nó có rất nhiều bệnh chứ không phải là một triệu chứng hình ảnh đặc hiệu cho bệnh đó một triệu chứng là nó có rất nhiều bệnh chứ không phải là một triệu chứng cho một bệnh thì nó quá dễ học thì quá dễ đó và nhìn hình này cái gì bất thường.